tàu ngầm Kilo, hố đen trong lòng đại dương. Nếu hỏi tới sức mạnh của Hải quân Việt Nam, chúng ta nhất định không thể không kể tới tàu ngầm Kilo. Tàu ngầm Kilo là một loại tàu ngầm quân sự của Nga chạy bằng diesel, điện cỡ lớn được chế tạo tại Nga, được thiết kế nhằm tiêu diệt các loại tàu ngầm, tàu nổi cũng như các phương tiện thủy của đối phương, được cho là một trong những loại tàu ngầm êm nhất trên thế giới. Việt Nam đã đặt hàng 6 chiếc từ Nga vào năm 2009 với giá 2 tỷ USD và nhận hàng đầy đủ từ năm 2012 đến năm 2016. Thử tên lửa lần đầu vào tháng 12 năm 2017, sẵn sàng trực chiến, chiến đấu bảo vệ hòa bình trên biển Việt Nam.